Xin chào các bạn. Sau đây mình đi tắm ở bãi biển nổi tiếng của Hàn Quốc. Bãi biển này là có tên là Haeundae. Bây giờ mình đã đến tại bãi biển Haeundae rồi. Bây giờ là buổi trưa, rất là nắng. Nhưng mà rất là đông người. Đây là bãi biển Haeundae nổi tiếng ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Rất là đông người. Hello, hello. Xuống đi, xuống tắm đi. Cái gì cơ? Đeo kính xuống chưa? À, kính rồi, ba mất đi mỏ mẻ lắm. Sáu đến tụi ba đi mỏ. Chưa không đeo kính tắm đi. Tắm không, tắm không? Có. Quả này không bị gì hết. Đi ra chỗ nào được? Đây các bạn nhìn thấy không? Rất là đông. Ok. Để đây để. Đấy các bạn nhìn thấy bãi biển Haeundae đẹp không? Đây là xung quanh bãi biển Haeundae. Thank you.